Đây là mình quay một cái clip đi vào thăm cố. Phái đoàn nhà trai chúng tôi vào thăm cố ở bên họ nhà gái. Có, cứ vào là Phạm Thâu Vlog. À, có chứ. Một nắng quay có ai. Kèm nàng có môi tí. Không, người Thái Bình mình là em biết làm sao là chân chất thật thà. Đấy, chân quê nó chỉ có vậy thôi. Hôm nay đây là căn nhà của hai cụ cố của cháu rể tôi nhá các bạn ạ. Hôm nay là phái đoàn nhà trai đến thăm hai cố. Đây là nhà của hai cố. Đây là cố ngoại các bạn nhé. Chú thương cố trông rất là khỏe mạnh. Chắc là con cháu được hưởng lộc của cố rồi. Thêm tuổi, thêm nhân đức, cố cầu nguyện cho con cho cháu nhà mình mọi sự. Vâng. Các bạn ơi, đây nhà cố là gần nhà thờ nhé. Nhà thờ giáo xứ gì nhỉ? Nhà thờ giáo xứ gì? Phú Vinh. Phú Vinh, thuộc về giáo phận. Giáo phận Vinh. Đấy, các bạn trong này, xung quanh nhà thờ này đâu có những người đi đạo ở xung quanh nhà thờ, mà đâu có những người có điều kiện. Đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ đi ra nhà thờ nhá, để quay một cái video để xem cái nhà thờ Phú Vinh thuộc về giáo phận Vinh. Giáo phận Vinh đẹp lắm. Chắc là nơi này bây giờ mình mới bước chân tới. Mong các bạn like để mình có động lực làm nhiều video tiếp theo. Bây giờ mình đang tiến ra nhà thờ. Đấy các bạn trông này. Đây là khung cảnh giáo dân ở chung quanh ngôi thánh đường. Đấy. Đây là hang đá thật các bạn nhé, chứ không phải là hang đá nhân tạo. Đây là thiên tạo. Đó, bây giờ mình sẽ tiến ra ngôi thánh đường. Đây là hang đá thật nhá, đá thật đấy chứ không phải hang đá giả đâu. Bởi vì ở đây có nhiều đồi núi,
cho nên giáo xứ kiếm đá thiên tạo. Đấy, các bạn trông này, hang đá Be Lem nhá, đá nguyên vẹn luôn đấy. Rồi đây là có Đức Mẹ, bên cạnh thì có đài Đức Mẹ. Đấy, Đức Mẹ chắp tay xin Chúa ban cho con cái của mẹ mọi sự năm mới bằng an mạnh khỏe, trong ơn nghĩa của Chúa và trong bàn tay yêu thương của mẹ. Rồi bên cạnh đây là có một, không nhầm, đây là một đàn đi đàn thánh giá đấy, chỉ có cây thánh giá thôi. Ơn cứu chuộc nơi người chan chứa Thánh Vịnh 129 câu chương 29 câu 7 các bạn nhé. Kỷ niệm tuần đại phúc tại giáo xứ Phú Vinh từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 1 2020. Nếu các bạn có thời gian, có điều kiện sẽ tới nơi này lĩnh ơn của Chúa và ơn của mẹ. Đây là ngôi mình đang đứng ở cuối nhà thờ giáo xứ Phú Vinh. Thì bên tay phải của mình là tượng lòng Chúa thương xót bằng đá luôn. Còn bên trái là tượng cũng tượng đá mà không nhầm thì như là ông Gioan Tiền Hô mặc áo lông lạc đà các bạn ạ. Đấy, đây là ông Gioan Tiền Hô, còn gọi là tiếng hô trong sa mạc. Đấy, hãy dọn đường cho Chúa và hãy dọn đường cho ngay thẳng. Còn giữa ngôi thánh đường là ông Thánh Phêrô cầm chìa khóa. Nếu các bạn mà muốn vào thiên đàng thì phải qua ông thánh này rồi. Ông không mở cửa thì mình chỉ cứ đứng ngoài thôi, mà ông mở cửa là mình được vào thiên đàng với Chúa. Đấy nha, mình quay toàn cảnh ngôi thánh đường cho các bạn xem. Đấy. Còn đây là cây thông Noel vẫn còn để đây nhá. Noel rất đẹp. Không gian ở ngôi thánh đường này không rộng lắm nhưng mà đầy đủ ý nghĩa các bạn nhé. Các bạn trong câu đối này có hay không? Luca chương 5 câu 32, ta đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng kêu gọi người tội lỗi. Rồi câu này thì Chúa của câu này thì tình thương của Chúa thì không thể nói được rồi. Đấy, còn đây là bên cạnh đây là đường vào nhà cha nhá, mà có tượng Chúa Giêsu làm vua. Đấy, trước cửa nhà cha. Các bạn trông xem toàn cảnh nhá. Rất âm cúng. Xung quanh giáo dân quây quần với giáo xứ. Thôi một lần nữa mình quay video để các bạn xem toàn cảnh nhá. Rồi thì mình lại phải trở về quê hương. Lại lên xe về Thái Bình. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất. Các bạn nhá. Rồi, cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Các bạn sẽ bấm like để cho mình có động lực làm nhiều video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.